Rồi nằm xuống đi con, nằm xuống ngủ đi. Ok. Để đá không hả? Đá mới rêu mà. Chắc là ít san hô. Có thấy không Quy? Thấy san hô chưa? Thấy san hô. Mẹ có con ba cúc. Đây đâu có sứa đâu anh hả? Sứa phải ra xa. Đây nè. Ôi đẹp quá, đẹp quá. Kìa Quy ơi, nó san hô con. Ở trong bờ nông ha. Ừ, đẹp quá. Để mình đi kiếm con sứa ba. Kìa, có mấy con san hô à. Ai thích còn những cái san hô mà nó mọc cây cây ở dạng cây là loại gì nhỉ? À. Rong biển này. Ai quay giùm cái quý san hô đẹp. Đây này, nhỏ. Cái này mà nay mà lớn lên đẹp lắm. Ừ, đúng mà nó bự kìa. Ui, cái cục kiwi quý giùm này quý. Đó, thấy không? Còn em thấy mấy cái hồng hồng nữa là san hô mà. Cục kiwi. San hô. San hô nó xa biển đâu. Nhìn như nấm à. Ừ,
không có sao biển đâu ba. Không có, đây không có sao biển. Ít cá ha. Này mà có nhiều cá chắc đẹp lắm đấy. Ủa, ông nội nào giục cái chai nước không vậy? Nó kỳ quý, nó có san hô đó quý, thấy không? Đó. Lên Quy ơi, lẹ lên Quy ơi, Quy cố lên Quy ơi. Rồi ba mạnh đã thắng rồi. Ôi, thắng nào. Vậy làm lại bu lẹ lên, con đi lẹ lên. Có năm cái không Liên? Quy phải là cùng năm nè, ba dắt luôn nè. Quy Thank you.
dán đây. Thank you.
rượu gì. Trời ơi, trời ơi. Nghe nó nói gì không? Rượu gì? Ơi, tầm bậy nha. Nói bậy nè, chú ra bắt nè, chú bắt đem nhốt nè. Ôi quá dữ rồi, quá dữ rồi. Bơi đi, bơi lại đi. Dần nông viên gì mà bơi thấy mệt chết. Gì con? Rồi quýnh lại đi, con quýnh lại đi, quýnh lại với ba đi. Ba ăn vàng hay con ăn vàng? Ba ăn vàng. Rồi lấy ra mẹ thẻ của mẹ đây. Trời. Này con coi đi, con lỡ coi đi. Ok, con chưa làm xong mà ăn gì. Con mới xong rồi mà. Làm thiệt xong đi, chưa con xong. Con xong rồi. Đâu có thấy xong đâu. Xong rồi mà. Ok. Mẹ, mẹ xuống ăn con đi. Các bạn là bánh tráng nướng, bánh tráng, bánh tráng chiên. Nghe chưa nè, đem nữa. Đây là rau nữa. Ủa, mình ăn như thế nào nhỉ? Em chấm răng nè. Cho sốt gì nhỉ? Sốt. Wow. Nói cảm nghĩ nè.